toàn thể các quý vị khách hàng đang theo dõi livestream trên trang fanpage của Thẩm mỹ Ohio. Quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp nhận một ca xóa xăm tiếp theo tại Thẩm mỹ Ohio. Và quý vị có thể thấy là hình xăm của một khách hàng nữ đúng không ạ? Một hình xăm tên rất là nhỏ xinh thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu với khách hàng của chúng tôi một chút ạ. Xin chào chị ạ, chị có thể cho em biết là tên chị là gì và chị đến từ đâu được không ạ? Em tên là Thùy, em ở Đông Anh. Chị Thùy ở Đông Anh đúng không ạ? Hình xăm này là một cái hình xăm tên. Thì em có thể hỏi đến chị một chút là chúng ta xăm cách đây bao nhiêu lâu và gắn với kỷ niệm gì được không ạ? Tên người yêu cũ của em được, em xăm được 4 năm rồi. Cách đây xăm 4 năm rồi. Và thời điểm mà này là chúng ta đã quyết định là xóa đi cái hình xăm này đúng không ạ? Là chúng ta có một mối quan hệ mới hay là chúng ta vừa mới dừng lại mối quan hệ kia nên là chúng ta muốn là xóa đi hình xăm này ạ? Em có mối quan hệ mới ạ. Thế thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ quyết định là xóa đi hình xăm này và chọn thẩm mỹ Ohio để xóa xong không sẹo đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái buổi đầu tiên xóa đi cái hình xăm tên người yêu cũ đúng không ạ? Và không biết là hiện tại chị có hồi hộp không ạ? Một cái hình xăm mà cũng gắn với một cái kỷ niệm của mình và cũng gắn bó với mình cách đây khá là lâu. Thì không biết là cái thời điểm này, ngay cái thời điểm chuẩn bị bây giờ thì chị cũng cảm thấy hồi hộp không? Em chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Lâu rồi ạ. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời chuyên viên của thẩm mỹ Ohio chúng ta sẽ thực hiện cái liệu trình xóa xăm buổi đầu tiên cho vị khách hàng của tôi. Và quý vị thân mến, thẩm mỹ Ohio cam kết là sẽ mang lại một cái liệu trình xóa xăm không sẹo cho quý vị, bởi vì là tia laser của chúng tôi không phải là tia laser tốt hay là làm tổn thương đến da, mà nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc hạt nhựa trong da để có thể giúp da đào thải dễ hơn ạ. Vâng ạ, quý vị có thể thấy là một hình xăm rất là nhỏ xinh thôi và chúng ta xử lý rất là nhanh trong cái buổi đầu tiên đúng không ạ? Vâng ạ, như vậy đã xong rồi đúng không ạ? Quý vị thân mến, và để theo dõi cái liệu trình xóa xăm của vị khách hàng của chúng tôi trong những cái buổi tiếp theo thì chúng ta có thể theo dõi trên trang fanpage của thẩm mỹ Ohio. Và ngay với buổi đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là đã mờ đi khoảng tầm 70% rồi đúng không ạ? Và kết quả cái buổi tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang fanpage của thẩm mỹ Ohio quý nhé. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.